Xin chào các quý nhà đầu tư, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình thị trường trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần này. Trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 2, thì các chỉ số chính của phố Wall đã đồng loạt giảm điểm sau khi dữ liệu lạm phát mạnh bất ngờ, làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Cụ thể thì chỉ số Dow Jones đóng cửa mức 33.696,85 điểm, giảm 1,26%, trong khi chỉ số S&P 500 thì kết thúc phiên ghi nhận 4.090 điểm, giảm 1,38%. Chỉ số Nasdaq rơi 1,78% về mức 11.855 điểm. Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy rằng giá sản xuất trong tháng riêng đã tăng cao nhất trong vòng 7 tháng trở lại đây, chủ yếu được thúc đẩy bởi các sản phẩm năng lượng. Trước diễn biến đó thì rất nhiều quan chức Fed nêu quan điểm ủng hộ chiến lược tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm nữa. Chủ tịch Fed tại Cleveland là Loretta Mester cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và lưu ý rằng bà sẵn sàng tăng lãi suất nhiều hơn những gì các đồng nghiệp của bà mong muốn tại cuộc họp chính sách tiền tệ vừa qua. Sự tiêu cực đã bao trùm phố Wall ngày hôm qua khi số cổ phiếu giảm điểm gấp 2,5 lần số mã tăng điểm. Cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh 5,7% khi nhà sản xuất xe điện cho biết họ đang thu hồi về 362.000 xe để sửa chữa và cập nhật. Sau khi cơ quan quản lý ô tô Hoa Kỳ cho biết phần mềm beta lái tự động của hãng xe có thể gây ra lỗi tai nạn. Một diễn biến khác ở thị trường crypto thì đồng Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua khi tăng lên mức 25.000 đô la Mỹ một Bitcoin vào ngày 16 tháng 2. Đà tăng diễn ra bất chấp áp lực từ các cơ quan quản lý Mỹ sau khi các cơ quan chức năng tăng cường giám sát theo quy định đối với các loại tiền kỹ thuật số vào đầu tuần này. Đối với thị trường trong nước thì hôm nay chứng khoán Việt Nam đã trải qua một phiên giao dịch giằng co trong biên độ hẹp. Mở đầu phiên sáng, thị trường hưng phấn khi mà dòng tiền vào kéo chỉ số có lúc đã tăng vọt lên hơn 4 điểm, sau đó hạ nhiệt dần và xuất hiện những nhịp tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp suốt thời gian giao dịch. Kết thúc phiên thì chỉ số VN Index đóng cửa mức 1.059,31 điểm, tăng 1,02 điểm tương đương với 0,1%. Chỉ số VN30 đóng cửa mức 1.053,72 điểm, giảm 1,54 điểm tương đương với 0,15%. Tâm lý giằng co được thể hiện qua sự phân hóa tăng giảm giữa các nhóm ngành trong phiên hôm nay. Không có ngành nào đặc biệt dẫn dắt thị trường. Ngành ngân hàng đứng đầu top tăng điểm với mức tăng chỉ đạt 0,55%, chủ yếu được đóng góp bởi VCB và BID. Mặt khác thì cổ phiếu Masan đứng đầu top giảm điểm ảnh hưởng tới đà giảm chung của VN Index. Bên cạnh thông tin là HNX hủy niêm yết 30 triệu trái phiếu MSN12002 có trị giá 3.000 tỷ của Masan vào ngày 23 tháng 2 tới đây do đã đến thời gian đáo hạn, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết theo quy định. Phiên hôm nay thì khối ngoại chỉ bán dòng 12,28 tỷ, tập trung bán dòng STB với trị giá là 35,7 tỷ và HPG 26,8 tỷ. Ở chiều ngược lại thì họ mua nhiều nhất là KBC với giá trị là 23,57 tỷ đồng. Đối với phần tin trong nước hôm nay, thông tin quan trọng nhất đó là việc Thủ tướng chủ trì hội nghị quan trọng về tình hình bất động sản. Cụ thể là sáng nay ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc có tên là Tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản để phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tại hội nghị thì Thủ tướng nhấn mạnh, các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, đầu tư vốn không hiệu quả. Lúc làm ăn có lãi bù trừ với lúc làm ăn thua lỗ. Không thể lúc nào cũng có lãi được, không thể khó khăn cũng đòi có lãi, không có ai nắm tay đến tối, gối đến sáng và phải góp phần vì cái chung. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và đặc biệt là không ai giải cứu cho ai. Thông tin tiếp theo là một tin vui đối với thị trường Việt Nam khi VinFast chính thức được cấp phép khởi công xây dựng nhà máy tại Mỹ. Theo thông tin mới nhất từ Reuters, nhà sản xuất xe điện của Việt Nam VinFast cho biết cơ quan quản lý tại Bắc Carolina đã cấp phép về môi trường để công ty bắt đầu xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện trị giá 4 tỷ đô la Mỹ tại đây. VinFast cho biết hãng xe này đã được trao giấy phép xây dựng, đồng thời vẫn đang chờ các giấy phép khác cho nhà máy Chatham Country và trong thời gian đó sẽ bắt đầu tiến hành đấu thầu xây dựng. Bên cạnh đó, một thông tin quan trọng mà các nhà đầu tư cần nắm được trong ngày hôm nay đó là hầu hết các ngân hàng thương mại đã bắt đầu tăng tỷ giá USD trong phiên chiều ngày hôm qua. Cụ thể là ghi nhận tại trưa ngày 17 tháng 2, giá USD tại ngân hàng thương mại tiến sát mốc 24.000 đồng một đô la Mỹ. Đà tăng của đồng USD gần đây một phần do là đồng USD trên thế giới đã nhích thêm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố tăng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp. Ở diễn biến khác thì giới phân tích cho rằng Việt Nam hiện có điều kiện thuận lợi để ổn định tỷ giá năm 2023 và điều này đang cho phép ngân hàng nhà nước mua vào ngoại tệ để bổ sung dự trữ ngoại hối. Ước tính là ngân hàng nhà nước đã mua vào khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ kể từ đầu năm 2023. Chuyển sang phần tin nước ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu với một thông tin liên quan đến Hoa Kỳ. Đó là Văn phòng Ngân sách Quốc hội của Hoa Kỳ, hay còn viết tắt là CBO, ngày 15 tháng 2 đã đưa ra cảnh báo rằng
nguy cơ vỡ nợ có thể tới trong bối cảnh là các nghị sĩ đảng Cộng hòa dọa sẽ quay lưng với dự luật nâng trần mức nợ công. Nếu các nghị sĩ đảng Dân chủ không đồng ý cắt giảm ngân sách chi tiêu trong tương lai, bên cạnh đó thì CBO cũng khẳng định nếu mức trần nợ công này không thay đổi thì chính phủ Mỹ sẽ không còn khả năng vay nợ bằng các biện pháp đặc biệt trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023. Thông tin cuối cùng trong ngày hôm nay liên quan tới một sự kiện mà rất nhiều người quan tâm gần đây, đó là thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể là thống kê tính đến ngày 15 tháng 2 thì thảm họa này đã khiến 41.232 người thiệt mạng. Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ thì số nạn nhân là 35.418 người, gây thiệt hại 84 tỷ đồng. Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tiến hành khởi tố 221 người, trong đó đa phần là các nhà thầu xây dựng do các cáo buộc về chất lượng xây dựng các tòa nhà tại khu vực bị động đất. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé!